Một cái quán ăn đường phố có món lẩu 39 ngàn, nhưng mà đối với Phúc thì chắc là rẻ nhất Sài Gòn này rồi. Một phần lẩu mini hải sản ở đây chỉ có giá là 39 ngàn, nhưng mà thực sự rất là nhiều topping luôn nha. Như là tôm, mực, nghêu, bò cuộn nấm, cá viên, đậu hũ, tôm viên, bắp, xúc xích, tàu hũ kỳ, thanh cua và menu ăn vặt hơn 60 món mà rẻ rề luôn. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Nhiều chỗ Phúc đã ăn thì giá rẻ nhưng mà cái phần ăn le que thôi. Nhưng mà cái quán này được rất là nhiều bạn từ các quận khác kéo về ăn, cho nên nhất định là mọi người phải nốt ngay lại nè. Cái phần lẩu này đã bao gồm một cái rổ rau tương đối bự cho một người ăn và một cái dĩa bún mì miễn phí luôn nha. Phúc ăn lẩu gà lá giang thì giá là 49 ngàn, có hai cục thịt gà bự nè, bắp, bánh bao trứng cá, hai cục đậu hũ, xúc xích, tàu hũ kỳ, thanh cua, nấm, kim châm ăn cùng với lại lá giang và một gói mì. Một điều mà các bạn cực kỳ lưu ý là Phúc không đánh giá cao nước lẩu ở đây nha, vì chỉ có một loại và ăn cùng với lại các loại lẩu luôn, không phải chua cay mà vừa ăn thôi. Lẩu mini ở đây sẽ có các món như là bò hoặc là hải sản là 39 ngàn, lẩu thập cẩm, lá giang hay là cá sa ba là 49 ngàn. Rồi các bạn cũng có thể gọi thêm topping ăn kèm chỉ từ 5 cho đến 10 ngàn đồng một phần thôi. Nhưng mà ngoài lẩu thì quán còn có một cái menu mấy chục món ăn vặt từ 5 cho đến 20 ngàn đồng một món thôi là quá rẻ luôn nha. Phú gọi hai trứng vịt lộn xào me mà chỉ có giá là 10 ngàn đồng một trứng nhưng mà ngon lắm nha. Thêm một cái dĩa bắp xào trứng muối mà thơm trứng muối cực luôn. Đã vậy thì còn có trà bông và hành phi nữa, cho nên thực sự là không nói lại quá này là hơi tiếc nha. Lẩu bắt đầu sôi là tụi mình cũng bắt đầu gấp ra để chấm với lại nước mắm ăn thôi. Một cái lẩu chỉ từ 39 ngàn cho đến 49 ngàn nhưng mà thấy Phúc thực sự rất là đáng đồng tiền nha. Mặc dầu là nước lẩu không được đa dạng mấy nhưng mà bún ra bún, mì ra mì, phần rau của lẩu hải sản mọi người thấy cũng rất là chất lượng với lại rau muống và rau cải thảo. Mùa này mưa lạnh thì các bạn đi ăn lẩu mini bình dân là số 1 luôn. Quán này cực thích hợp với là học sinh sinh viên và người lao động có thu nhập trung bình thôi. Tối nay thì tụi mình đi ăn ở quán ăn vặt đường phố lẩu tự chọn mini ở số 40 đường số 11 phường Tân Kiển quận 7. Từ đường Nguyễn Thị Thập thì các bạn rẽ phải vô đường số 10 rồi rẽ trái vô đường 11 là tới nha. Quán này nằm ngay ngã tư luôn. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.